Mến chào các bạn chị, quay lại với kênh Nắng Nghe Thanh Nguyên TV nha. Lại là em đây các bạn chị ơi. Hôm nay thì sẵn thằng em đi cầu với cái cảnh ở trên kia về thì thấy xe cầu cái cảnh thì thấy hay, quay chia sẻ cho các bạn chị cùng xem nhé. Thì hiện tại bây giờ là đang cầu cái cây bằng lăng các bạn chị. Đấy, cầu cao qua cái dây điện luôn cho các bạn chị nhìn khiếp chưa. Thì nó đào ở trong kia được hai cây nhé, một cây vú sữa với một cây bằng lăng. Thì bây giờ thuê xe cậu về các bạn chị, giờ cậu hạ xuống sẵn đây em sẽ chia sẻ với các bạn chị cùng xem nhé. Hôm ấy thì em quay ở bên phía kia ngược sáng nên xem tối hình như các bạn chị, bây giờ sang quay phía này nó sáng hình hơn này, quay ngược sáng là thành màn hình đen thui. Nhưng mà bây giờ thì cũng chập choạng là 5 giờ rồi cho các bạn chị. Đấy, bây giờ em đã vô trong nhà quay cho các bạn chị. Thì lúc nãy là cậu vào nhưng mà cậu bây giờ là phải cậu lên để cho nó cũng nằm bên qua dây điện bên kia nha các bạn chị. Nên là cậu vào trong sân thì dây điện nằm ngoài, nên vì chậu cậu ra ngoài để cho bỏ cho dây điện nó nằm bên trong nhé. Đấy các bạn chị thấy hiểu chưa, cái này lên nó đứt một phát xuống thì như cần cậu đây, cần cậu lớn luôn nhé. Mà cậu bằng có sợi dây dù như hôm trước thì em có tập phim quay cho các anh chị cũng cậu chủ điện thì thấy người ta cũng cột bằng dây dù này, này cũng cột dây dù này luôn nhá, cái dây dù cực chắc luôn nhá. Lời tầm bờ là dây dù còn chắc hơn dây cáp. Đấy, nguy hiểm chưa, đúng đường đứt dây điện. Này, nói chung vẫn đòi hỏi kỹ thuật về điều khiển cái cần cậu này cũng tương đối chuẩn nhé. Tay nghề cứng ngon mới điều khiển được, không như tâm mơ mới vào nghề là quất mấy cái này là dây điện nó đứt hết. Hôm trước cái chủ điện bên kia đó, cái bản kia bản cậu cũng lên cũng đứt dây điện của người ta đấy. Bây giờ nó đang vô trong sân nha các anh chị, mắc cái dây điện trên nó khó, hơi khó cậu. Ở trên thì đứt dây điện, ở dưới thì mắc cái câu, cái này đào hết còn cái bộ gốc thôi, chưa lấy đất đó, sau này nó về nó châm thuốc vô để cho nó ra tích rễ ra. Bên không có rễ cọc nhưng mà chị nên bỏ đây, nhiều khi cũng nó cũng không chống là nó ngã liền, chỉ còn cái đùm rễ cọc của nó thôi. Mình to được cái nhỏ hơn rồi. Lỗ thì nó đã thằng em nó đã đào sẵn rồi nha các anh chị, đào sẵn ngày hôm qua rồi, hôm nay thì cậu vào thì bỏ vào thôi. Chỉ còn cái lỗ bên kia thì nhỏ, hơi nhỏ, bên đang đào ra to thêm chị nữa. Bây giờ lại phải cậu lên để bỏ ít chấu dưới nhá, nên là không kịp nó bỏ chấu này, bỏ cát dưới cho nó làm mát bộ rễ, nên là hắn tạo cái rễ ra cho nó làm mát. Nhưng bây giờ làm không kịp thì chỉ có đổ chấu thôi, cát không có. Cái này chắc cái dạng cây bằng lăng tím hay sao các bạn chị, nó lên một đường thẳng luôn. Cái này sau nó cho ra trồi xong nó mới tạo kiểu tạo lá tạo cả tán rồi nhá. Có khi nó đứt dây em ạ. Bên kia có cái vú sữa ông to lắm các chị. Rồi em chỉ review cho các bạn chị xem cái hệ thống cần cậu nhé. Cái này cần cậu này cũng bằng cái cần cậu hôm trước cậu chủ điện bên kia luôn. Xong một cái cây bên này rồi nhá, bây giờ tháo chuyện sang cậu cái cây bên kia. Thì lúc đấy cũng đã cậy cậu cái cây bên kia rồi nhưng mà do là có xe cày đi qua nên là buộc phải thả xuống rồi lại dời xe lại cho xe cày đi qua, bắt đầu mới tiếp tục lại cậu lại.
Thì cái chủ bên này thì lúc đấy em về chưa quay kịp cho bạn chị xem. Đấy, bây giờ đang tiến hành cậu cái cây vú sữa lên nhé. Lấy cây vú sữa này thuộc dạng cái cây cổ thụ lâu rồi. Hiện tại bây giờ mấy cái cây vú sữa này người ta đang chuộng nhé. Các cái chú như vừa rồi có tập phim chưa quay chở phân rang mới đó thì người ta trồng nó xoài với cây vú sữa cũng giống to nhỏ hơn mấy cái này. Hiện nay người ta thích sưu tầm mấy cái cây vú sữa này về người ta trồng. Bây giờ cây vú sữa bắt đầu lên đấy. Cái này chỉ có sức cần cậu, nếu người thì sức nào mà đưa được mấy cây này lên không anh chị, dựng lên cũng khó, cao. Quay bên phía trong ra nó vẫn sáng hình như anh chị. Đấy, bây giờ sẽ cho cây vú sữa này vào vị trí nhé. Đây có hai tán, anh em cắt mất một tán đi rồi, còn một tán cong để lại. Tí nó vào, đổ chủ cái dạng. Thì hố bên này như nó hơi cạn hơn. Sau này nó sẽ xây một mấy hàng gạch xung quanh, bắt đầu lại đổ thêm chấu, thêm phân bón các thứ vào phía trên nha các anh chị, để cho rễ nó ăn lên với lại là giữ cho nó cao lên thành nó chắc. Rồi cái này cũng phải chống lại cao quá. Sản cần cậu đây là nhìn như thế để mà chỉnh luôn, xoay ngược xoay xuôi dễ hơn. Như sau này mà cần cậu đi rồi đây có cái ba lan đây, nhưng mà cái ba lan này thì mình điều chỉnh được nhé. Cây này hơi to. Đây, sau một hồi lại xoay để tìm kể nó để quay cho đúng thế thì bây giờ đã định hình nó được. Và đây là quay lại đặt lại đi nhá. Lần này đặt lại xong là lấp đất lại luôn các bạn chị. Đấy. Bây giờ là thả nó đứng chỉnh về rồi đấy. Và đã xong cậu rồi nhá. Xong cây thứ hai, cậu xong rồi bây giờ rút cậu về. Bây giờ mấy anh em đang lấp đất, lấp cát. Không biết cái trong cái cành cậu nó có thủy lực hay gì trong mà dài cái đó mà nó vẫn hút đẩy ra rồi rút về gọn các bạn chị. Đấy, đã rút về hết rồi. Bây giờ thì hạ cái cần cậu xuống nhé. Hôm trước thì qua vô điện không quay được cái cảnh rút chân về. Hôm nay sẽ chia sẻ cái cảnh thì chân để cho khỏi nghiêng xe để khi cậu nó rút về như thế nào nhé. Nói chuyện đó thì hai cái chạm để đỡ cái cần cầu cho nó khỏi đung đưa nhé. Do cái cần cầu này nó hơi nặng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái thủy lực này. Thì như thế này nên họ chế thêm hai cái phần chân trống đó để cho nó cố định cái xe lại. Và bây giờ thì các anh chị cũng sẽ rút cái chân về như thế nào nhé. Thì nó cũng tương tự như cái cần cầu như thôi, dùng cần bằng thủy lực không. Đấy, rút chân lên. Rút chân lên này. Bây giờ mới rút vào. Đây, nó nhanh gọn chưa? Rồi, rút chân bên kia nữa. Cái này nó bốn chân rồi.
chân đi, hai chân sau, hai chân bên này, hai chân bên kia. Đây, vậy là xong. Đây, đây là hai cái chân chống đỡ cho nó khỏi đung đưa gần cậu, hư gần cậu nhé. Và cái dây cáp thì móc vào giữa cái thành luôn, cố định luôn, không đung đưa luôn. Đấy, các anh chị nhìn lại một hệ thống điều khiển của cần cậu như thế nào nhé. Toàn dùng thị lực không? Đấy, sau khi đã cậu xong thì mấy anh em sẽ cậu lại về nhé. Đứng bên ngoài này mà nhìn thấy cái cây bên kia đâu các chị. Đấy, vậy là em đã chia sẻ cho các anh chị xem cái cần máy cần cậu, nó cậu cái cảnh vào trong sân như thế nào. Chia sẻ các anh chị xem giải trí nhé. Vì xe cậu đã về, em cũng xin phép kết thúc video tại đây nhé. Nếu xem hay mong các bạn chị cho một like, một chia sẻ và đăng ký nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn anh chị ở các tập tiếp theo nhé.